cô nữ cảnh sát Interpol và thằng người rừng đã gặp nhau. Hơi khó thở bởi vì cô nữ cảnh sát này là vừa rồi bán xôi hơi ế, không thành công. Còn thằng người rừng thì vừa mới được phát lấm vào dưới váy hai nháy, đang cứng đỏ. Không biết là sẽ thế nào đây. À xin phép hỏi đây là BO3 hay BO5? 5, vâng. Đây là chung kết của loser rồi, đây sẽ là BO5. Đập cao, một phát cao kê rất tuyệt vời từ Amoni. Amoni rất chuyên nghiệp, mặc dù đánh phép 4 nhưng vẫn phải chọn cái sàn đấu gạch ốp lát để cho nó khỏi bị giật lát. Đột. Vâng, cái màn được gọi là ui rồi choáng luôn. Amoni quá cứng, quá đỏ. Cứng. Quá cứng. Quá nguy hiểm. Quá mạnh mẽ. Rất trước được một round là Amoni. Vâng, anh Zifan đang làm là có lời cổ vũ. Juli phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng, rất rộng luôn. Rất hay. Vâng, trả lời mạnh mì là anh Lâm có thắng Amoni không? Thì ở cái giải lần trước anh Lâm đã thắng Amoni, nhưng mà tôi thấy là Amoni lần này là đang rất mạnh, tinh thần là đang rất là cứng. Anh đã không thể chặt phá. Ui dồi, cái gì đây? Không được, bật vi trích vẫn chưa làm được gì cả. Anh kia rất cứng cáp, một giấc vào mặt tập hết cả vi trích vẫn chưa gây được cái gì cả. Tuy nhiên nói đùa thế mà hai bên cũng rồi. Quá là vững vàng, quá là mạnh. Đạp chúng là có cười. Bát thế nào được, giáo sư toàn off-screen trước lách cả. Nekali đã có một game cho mình. Hơi khó thở cho Lam9p, có vẻ là tâm lý anh đang hơi bất ổn một chút. Và ngoài ra đánh hơi nhiều quá làm anh cũng hơi bị căng thẳng rồi. Đang hơi xì chép như tưởng Lâm. Xì chép fighter. Này nằm đi. Nằm đi, combo hoa mỹ hai lần. Nằm xuống đất, đạp vào mặt. Liên tục là đập xuống đá lên. Combo tiếp. Múa rất là bắt cao lên. Ông chào không đi phép trường. Vâng, anh Zifa đã có bàn, anh đang phản đối cái mặt thề váy rất khó chịu của Amoni. Ăn bia cực kỳ giỏi, bồi thêm là một comment low ex. Quá chuyên nghiệp. Chúng ta thấy đây được gọi là hàng nghìn giờ tập luyện trong chiến linh mới để có được cái màn này. Đạp đất, chưa có cái gì cả. Đạp vào mặt, lần này thì có gì. Ăn đất đi. Rất tốt. Sunli khó thở rồi, chưa làm được gì cả, đạp mất quá được đây. Một choáng. 5. Bây giờ thì lạ múa. Lá múa. Múa rất đẹp mắt. Đạp chuẩn luôn. Tôi nói cho sai đầu đi. Perfect. Quá là kinh khủng. Perfect KO. 2-0. Có một game cuối cùng cho Lam9p. Lam9p đang hơi khó thở rồi. Anh đã không biết là anh đang cần bình tĩnh một chút nữa để anh tìm ra đầu pháp trước cái con bài khí thụ đặc dị của Amoni. Cái màn xé váy của Amoni vẫn luôn khó chịu như vậy. Chúng váy rồi. Đâm từ dưới đất lên lại còn mặc khổ khố kia. Đâm từ dưới đất nó đâm lên lại còn đâm khổ kia. Đau lắm. Đấy, cặp đất. Đập đất cho nó bay. Vâng, rất nhiều người cổ vũ Lam9p. Lam9p cố lên. Không được. Khởi đầu đang rất là tốt từ phía Lam9p. Nhưng Amoni không phải dạng vừa. Dạng rất rộng. Máu rất mất rất nhiều không xong rồi. Phải bím bậy này. Chưa năm, một vì mau nữa. Lâm hơi khó thở rồi. Trượt, đi trước giờ, không đến, khó đến thôi. Chưa. Cơ hội đây, cơ hội của Lâm rất lớn. Còn một tiếng rồi. Yay, bay được rồi. Không được. Chưa được, vẫn còn tí nữa. Và một lái phân đã khiến anh Lâm nằm xuống. Anh làm cái gì áo lên Lâm thun. Vì pha được nói vậy. Lâm hơi khó thở rồi. Tôi đang nghĩ là anh đang hơi mệt bởi vì anh đang phải đánh liên tục quá. Hai lần BO 5 thế này thì hơi khó thở được với Lâm thật. Toàn bộ được gọi Trinh Túy đã dồn hết vào cái trận với lại Lâm rồi. Nhưng ván này là tặng của Trinh Túy đang hơi bị thiếu. Vâng. Trừ 2 Eglex nữa. Tức là live phân là sẽ thắng. Không bị cháy. Mà cháy hit thì thành double kill. Úi dồi. Căng quá, hai bên rất tốt. Cơ hội cho giáo sư rất lớn. Tán rồi thích cháo. 6 hit. Chưa được. Lâm. Đạp, thôi xong rồi. Không, thôi. Trời ơi. À, hỏi phát anh em là cái phát cào em thì nó có xếp không nhỉ? Tôi thấy phát vừa rồi con đi trượt là không biết là do anh Lâm hay là do anh Lâm cũng chẳng quá hay là thế nào. Thôi đây, tôi thấy Lâm là rất lớn.
đạp, lâm rồi, đúng rồi, lâm phải nhảy lên để tránh phát. Một phát DP mang đến chiến thắng cho giáo sư. Tuyệt vời, lâm đã chính thức bị loại. Vâng.